Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ phần lý thuyết cũng như bài tập ở trong Unit 5 Festivals in Vietnam. Unit 5 bài số 5 các lễ hội tại Việt Nam rồi đấy. Hôm nay chúng ta sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức mà chúng ta đã học trong Unit 5 thông qua phần Looking Back and Project. Và trước khi bắt đầu phần ôn tập ngày hôm nay thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 8. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài tập, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Và nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em cũng có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Và đối với phần ôn tập ngày hôm nay, các em sẽ được ôn tập về các từ vựng, các mẫu câu cũng như mẫu ngữ pháp liên quan đến chủ đề lễ hội và các hoạt động lễ hội tại Việt Nam. Và đối với phần ngữ pháp thì các em sẽ được ôn tập về complex sentence, câu phức. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books để ôn tập lại những kiến thức mà chúng ta đã học trong toàn bộ Unit 5 nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần Looking Back. 1. We arrange the letters to label the pictures. Và ở hoạt động đầu tiên này, các em sẽ phải sắp xếp lại các ký tự, các chữ cái đã cho ở bên dưới để có thể gắn tên phù hợp với nội dung của các hình ảnh ở bên trên. Ví dụ như ở từ đầu tiên, ta có các chữ cái đang được sắp xếp lộn xộn. Ta sẽ sắp xếp nó thành một từ có nghĩa, đó là incense, là hương khói hoặc là nhang. Incense, hương khói hoặc nhang. Hay như từ số 2, từ các chữ cái đã cho, chúng ta cũng có thể sắp xếp lại thành một từ, danh từ có nghĩa đó là offerings. Nó có nghĩa là lễ vật, offerings. Và đối với các từ còn lại, các em cũng sẽ xem hình ảnh và dự đoán, xem thử từ đó, cái từ được cho là từ gì, và các em sẽ sắp xếp lại các chữ cái sao cho phù hợp để tạo thành từ có nghĩa nhé. Sau khi hoàn thành xong, nhớ bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Complete the text about the paint festival with the words in the box. Và ở hoạt động số 2 này, các em sẽ phải hoàn thành đoạn văn ở bên dưới về lễ hội Kate với những từ được cho ở trong khung. Ta có câu đầu tiên, The Kate Festival is held by the Cham Group in Ninh Thuận in the central part of Vietnam. Lễ hội KT được tổ chức bởi cái nhóm gì đó Chăm ở Ninh Thuận, và khu vực Ninh Thuận là thuộc miền Trung của Việt Nam. Vậy thì theo các từ đã cho ở trên, các em sẽ thấy vị trí này chúng ta có thể điền vào đây một tính từ, đó là ethnic. Ta tạo thành một cụm, đó là Cham Ethnic Group, nhóm dân tộc người Chăm, nhóm dân tộc Chăm. Hay như ở vị trí trống số 2, This festival, their heroes, the gods, and show their to these gods. Cái lễ hội này như thế nào đó với những người anh hùng của họ, những người thánh có tên là gì gì đó. Vậy thì ở đây ta thấy vị trí trống này đang thiếu một động từ. Và đối với các từ đã cho ở trên, ta thấy vị trí trống này có thể là động từ phù hợp, đó chính là commemorates. Cái lễ hội này dùng để tưởng nhớ, lễ hội này là để tưởng nhớ những vị anh hùng có tên sau. Commemorates, tưởng nhớ. Và đối với các vị trí trống còn lại, các em cũng sẽ thực hiện tương tự, các em sẽ dịch nghĩa đoạn văn và điền vào chỗ trống giống như hai từ lúc nãy cô đã làm mẫu nhé. Sau khi hoàn thành xong, đừng quên bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. Và ở hoạt động số 3 này, các em sẽ được ôn luyện về kiến thức về ngữ pháp. Và hoạt động số 3, các em sẽ phải chọn đáp án đúng trong hai đáp án đã cho ở bên dưới. Ví dụ như ở câu đầu tiên, người ta cho liên từ là when hoặc là if, khi hoặc là nếu. Bạn là người Việt Nam, you should know the story. Bạn nên biết về câu chuyện của bánh chưng và bánh dày. Vậy thì trong trường hợp này, các em sẽ thấy liên từ if sẽ là liên từ phù hợp. Nếu bạn là người Việt Nam, bạn nên biết về câu chuyện này này, đúng không nào?
Thay vì ta chọn liên từ when khi bạn là người Việt Nam thì chúng ta sẽ phải chọn liên từ là if. Hay như câu số 2, even though hoặc là when. Even though là mặc dù, when là khi. The New Year's Eve is late at night. Cái đêm giao thừa nó muộn vào ban đêm, trễ vào ban đêm. Children stay awake to welcome the new year and to watch the firework display. Như trẻ em vẫn thức để chào đón, chào mừng năm mới và xem màn trình diễn pháo hoa, xem buổi trình diễn pháo hoa. Vậy thì chúng ta thấy đây là hai vế đối nghịch với nhau, vì vậy chúng ta sẽ phải chọn liên từ là even though, mặc dù. Mặc dù cái đêm giao thừa nó khá là muộn nhưng mà trẻ em vẫn thức để xem pháo hoa. Các câu còn lại các em cũng tiến hành tương tự như vậy nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, activity 4. 4. Use your own words or ideas to complete the sentences with them. Compare your sentences with the pattern. Ở hoạt động số 4 này, các em sẽ sử dụng ý tưởng của mình, những từ ngữ của riêng em, cũng như những ý tưởng của chính bản thân em để hoàn thành những câu bên dưới. Sau đó các em sẽ so sánh những câu này với câu của bạn mình. Ví dụ như ở câu đầu tiên, when the Lim Festival begins, khi mà lễ hội Lim bắt đầu. Hay như câu số 2, người ta cho một vế là because we have many festivals in January, bởi vì chúng tôi có nhiều lễ hội vào tháng 1. Vậy thì các em sẽ tự mình điền thêm các vế ở đằng sau sao cho phù hợp với ý nghĩa của vế ở đằng trước. Và sau khi hoàn thành xong, các em có thể nhấn nút Show Answers để tham khảo đáp án đúng cho câu trả lời ở bài này nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, Activity 5. 5. Put the following things and activities in the correct column. Ở hoạt động số 5 này, các em sẽ được ôn tập về communication, thực hành giao tiếp. Các em sẽ đặt những cái đồ vật, những cái thứ hoặc là cái hoạt động ở bên dưới, được cho ở bên dưới vào đúng vị trí cột. Ta có hai cột, cột bên trái và cột bên phải. Một cột để dùng cho các đồ vật và một cột dùng cho các hoạt động. Ví dụ như cột bên trái đối với các hoạt động, thì các em có thể đặt vào đây các hoạt động như là Lion Dance hoặc là Family Reunion, hội ngộ gia đình, múa lân sư tử hoặc hội ngộ gia đình. Và ở cột bên phải, các em có thể đặt vào đây các đồ vật như mooncakes hoặc là kumquat, cây quất và mooncakes là bánh trung thu. Tương tự như vậy, các em sẽ tiến hành cho cả hai cột. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, hoạt động số 6, Activity 6 trong phần Looking Back. 6. Working is find out which festival your partner prefers. Which three things or activities does your partner like best in the festival he or she chooses? Why? Ở hoạt động số 6, hoạt động cuối cùng này, các em sẽ làm việc theo cặp. Các em sẽ tìm ra cái lễ hội nào mà em thích hơn. Và các em sẽ trả lời cho câu hỏi đó là ba điều hoặc ba thứ hoặc là ba hoạt động mà bạn của em thích nhất về lễ hội mà anh ấy hoặc là cô ấy đã chọn, và đưa ra lý do là vì sao. Ở đây người ta cho ví dụ là bạn A có nói I like the firework displays best because they look beautiful. Bạn nữ này nói tôi thích xem trình diễn pháo hoa nhất. Tôi rất thích những màn trình diễn pháo hoa nhất bởi vì nó rất là đẹp. Và bạn nam thì lại trả lời là I enjoy being the first footed on New Year's Day because I can get lucky money. Bạn ấy thích cái bước chân đầu tiên, có nghĩa là cái việc đập đất vào ngày đầu tiên của năm mới, bởi vì bạn ấy có thể nhận được tiền lì xì. Đối với hoạt động này, sau khi các em đã hoàn thành xong theo yêu cầu của đề cho, thì các em có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo đáp án đúng nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động về phần project. Project 1. Look at the pictures. Ask and answer the question. Ở phần project này sẽ có tiêu đề là Talent Show, chương trình tài năng. Và hoạt động đầu tiên trong phần project sẽ có hoạt động
đề ra đó là look at the pictures. Các em sẽ nhìn vào các bức tranh bên dưới, sau đó là ask and answer the questions, hỏi và trả lời các câu hỏi. Ví dụ như câu hỏi đầu tiên, người ta hỏi what kind of singing are the people in the pictures performing? Cái loại, những cái loại bài hát nào mà người ta trình diễn ở trong các bức hình bên dưới. Các em có thể thấy đó là các loại hát như là hát chầu văn, hát xoan, hát quan họ và hát đờn ca tài tử. Vì vậy, các em có thể trả lời vào đây là chầu văn singing, xoan singing, quan họ singing, tương tự như vậy. Hay như câu số 2, người ta hỏi em là when or where do they perform these songs? Cái nơi mà người ta, cái lúc, thời điểm mà người ta trình diễn những bài hát này, khi nào thì người ta trình diễn những bài hát này và người ta trình diễn ở đâu? Hay như câu số 3, người ta hỏi em có thể hát những loại bài hát này không? Sau khi đã trả lời xong phần câu hỏi này, các em cũng có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho câu trả lời của mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, activity 2. Ở hoạt động số 2 này, các em sẽ lên kế hoạch để trình diễn. Việc đầu tiên, các em sẽ làm việc theo nhóm working groups. Bước thứ hai, các em sẽ chọn bài hát mà em trình diễn trong lễ hội. Bước thứ ba, các em sẽ tìm hiểu các thông tin về bài hát, như đó là bài hát nào được diễn, thường được diễn ở đâu, có nhạc cụ đặc biệt gì cần thiết cho màn trình diễn. Hay như ở phần thứ 4, bước thứ 4 là các em sẽ trình bày cái phần thông tin cho cả lớp cùng biết về cái điệu hát mà em lựa chọn. Phần số 5, các em sẽ trình bày bài hát. Và phần số 6, các em sẽ tổ chức bình chọn cho cái phần biểu diễn nào là phần biểu diễn hay nhất. Hy vọng là các em sẽ có một phần lên kế hoạch cũng như phần trình diễn thật là thú vị cho phần lựa chọn bài hát, giai điệu bài hát trong phần project này nhé. Well done, vậy là các em đã hoàn thành rất tốt phần bài ôn tập bài ngày hôm nay, ôn tập về kiến thức chúng ta đã học trong Unit 5. Trong bài học tiếp theo, các em sẽ tiếp tục được học về Unit 6. Unit 6, các em sẽ được học về folk tales, các câu chuyện dân gian. Và đối với Unit 6 thì các em sẽ được học các từ vựng, các mẫu câu liên quan đến xuất hiện, những từ vựng xuất hiện trong các mẫu chuyện dân gian, mẫu chuyện cổ tích, mẫu chuyện ngụ ngôn, truyền thuyết. Và bên cạnh đó, về phần ngữ pháp, grammar, thì các em cũng sẽ được học về thì past continuous, thì quá khứ tiếp diễn. Các em về nhà hãy luyện tập lại các bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay thông qua phần mềm IC Books, và đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo Unit 6 nhé. Ok, goodbye, see you next time.